Sáng ngày 24 tháng 6, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên và Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Cùng đi có đồng chí Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và một số điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, công tác y tế, nơi lưu trữ bài thi, đề thi, phương án dự phòng trong trường hợp phát sinh sự cố, công tác phòng chống thiên tai, công tác tiếp sức mùa thi. Qua kiểm tra cho thấy các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện liên quan theo quy định nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành đơn vị liên quan cùng các điểm thi tiếp tục ra soát lại các điều kiện phục vụ kỳ thi, nhất là phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, phương án hỗ trợ thí sinh, chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, vệ sinh môi trường, cảnh quan phòng thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, đúng quy chế.